sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Đào tạo khu vực của CIMEL tại Việt Nam đã bắt đầu chương trình đào tạo thạc sĩ về giảng dạy tiếng Anh. Khóa đầu tiên đã được khai giảng vào ngày 13 tháng 11 năm 2006. Khóa học do Trung tâm Đào tạo khu vực của CIMEL tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm CIMEL tại Singapore và Đại học Curtin Australia tổ chức. Tham gia giảng dạy khóa học là các giáo sư tiến sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh của Đại học Curtin và Trung tâm CIMEL tại Singapore. 40 học viên của khóa đầu tiên này là những giáo viên từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã hoàn thành chương trình sau đại học Diploma chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh của Trung tâm CIMEL. Khóa học này sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng về tính chất, nhu cầu, vai trò của ngôn ngữ trong xã hội và vấn đề mới trong phương pháp, công nghệ và kỹ thuật dạy cũng như học tiếng Anh. Để hoàn tất khóa học, các học viên còn được hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu khoa học để thực hiện một đề tài nghiên cứu khả thi từ thực tiễn kinh nghiệm dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam.